Căn nhà mấy cái lá này như nó mục hết rồi đây nè chị. Nó sập luôn chứ mục gì. Đợt sập nó hả? Cây lớn mà nó ngã qua đây nó sập hết trơn luôn á. Còn chia cái gì trong này đây? Cái phòng, chỗ ngủ. Em với hai em bé ngủ. Cái vách này nè là người ta làm kiên cố để người ta nuôi nhốt heo trong á. Cái người ta dời đi. Cái mình vô mình xin cái chòi mình nở. Lá này là chuồng heo á hả? Là cái chuồng heo á. Rồi nước? Nước thì xài dưới đây nè. Nước này hả? Dạ. Nước bơm lên chứa vô mấy cái lu á. Xài. Rồi. Chứ trong đây đâu có nước đâu mà mấy anh vô mấy anh cũng lấy rồi đó. Trước công trình nó thải ra rồi nước ở ngoài cầu bà bướm rồi đó nó cũng chảy vô đây. Rồi cái bụng cầu kia sập vậy rồi giờ đi vệ sinh ở đâu? Đi thì đi tuốt ra ngoài sông ở ngoài. Đi ra tuốt ngoài bờ ở ngoài. Đi bờ đi bụi hả? Dạ. Ôi trời ơi. Mấy đứa nhỏ thì nó đi xong rồi cái mình túm vô bọc á. Đi bỏ. Thì nó ngập lên hết, trên tới đây là nó vô nhà luôn. Giai đoạn mà thấy cùng cực nhất là lúc chồng con bệnh một lượt hết á. Không có tiền mua thuốc, không có tiền mà mua đồ ăn đồ cho con á. Mình cảm thấy mình bất lực lắm. Ở nhà chỉ có vài gói mì với một dĩa trứng à. Nó đi ra đường cái nó đi ngang tiệm tạp hóa, nó đòi mẹ mua bánh. Không có tiền đâu mua cho nó. Ngủ thức dậy sáng, ngủ tối. Giật mình thức dậy là cứ nghĩ trời sáng mai sữa đâu còn mình uống. 3 triệu đồng ha. Dạ. Này trước tiên gửi cho mình để mua thuốc men, mua sữa cho tụi nhỏ trước trong một vài ngày. Thì hy vọng rằng sắp tới cũng có cô chú anh chị cũng thương. Dạ. Rồi hỗ trợ cho mình thêm. Nhân và bạn Nghĩa đang đi thăm một cái hoàn cảnh khó khăn. Và có thể nói thì đường vào là không có một cái nhà nào hết đó. Chỉ toàn là lùm cây cỏ như thế này. Thì trong cái bãi đất trống vắng như vậy thì có cái hoàn cảnh của anh chị nuôi hai đứa bé. Thì hiện tại Nhân cũng đang tìm đường vào nè quý cô chú anh chị. Đi thì cũng hơi ớn tại vì ở đây hẻo lánh quá. Chia sẻ với quý cô chú anh chị thì sau một hồi chạy xe máy ở trong những cái lùm cây cỏ như thế này thì mới đến được căn nhà của anh chị. Thì Nhân nhận được lời cầu cứu của anh chị đó là con cái thì bệnh và sống ở trong cái căn chòi sắp sập như thế này nè. Con cái thì cũng không có giấy tờ. Mà đặc biệt ở khu vực này là nước triều cường hoặc là mưa thì nó sẽ ngập lên cả khúc như thế này. Cho nên là mấy anh em cũng phải sắp xếp ngày hôm nay khô ráo như vậy mới đến đây được. Chứ nếu không thì chạy xe vào những cái con đường ngập là chết máy. Thì chia sẻ với quý cô chú anh chị cái cảnh sống của vợ chồng là như vậy. Xung quanh đây thì không có một nhà dân nào hết. Đây là nghe nói là đất công trình thì phải. Toàn là lùm cây cỏ như thế này thôi. Đó, còn nhà cửa thì như vậy nè quý cô chú anh chị. Chị nè, chị tên gì? Chị Diệu hả? Mình là sống ở đây luôn. Dạ, sống ở đây. Dạ. Đây là hai bé con của chị Diệu đây hả? Dạ. Bé này mấy tuổi rồi? Bé này gần 4 tuổi. Bé này kia? 2 tuổi mấy. Hai bé không có giấy tờ hả chị? Dạ không. Sao tới vậy? Giờ luôn. Do mình không có hiểu pháp, họ không có hiểu pháp luật á, với lại cứ ý y là làm giấy tờ mình không có hiểu. Giống như là mình không hiểu nội dung giấy tờ sao á. Và cái đi với phần nữa đi về quê với ngoại á, ngoại không có cho mượn giấy tờ nữa. Rồi cứ tới lui vòng vòng rồi tới tuổi hai bé đến lớp đến trường mà không có làm giấy tờ được cho nó nữa. Rồi quê mình ở đâu? Quê em ở Cần Thơ. Rồi sao lang bạc ở đây? Đi lên đây làm nè, rồi gặp anh á, gặp anh tay chân vậy đó. Rồi mình thấy mến rồi gia đình chồng rồi nè. Mình sống tới giờ. Vậy hả? Hai bé dễ thương quá ha. Mà không có giấy tờ rồi bây giờ, ví dụ như lên chính quyền địa phương thì người ta hướng dẫn làm giấy tờ như thế nào? Người ta chỉ là ghi cái nội dung giống như là nguyên nhân sao mà làm giấy tờ trễ gọi thôi, thời năm này bỏ qua năm kia bỏ lại vậy, ghi cho có danh sách vậy thôi đó. Còn người ta cũng không hỗ trợ mình là làm giấy cho mấy bé này sao mà người ta hướng dẫn như thế nào, có phải xác minh hay là có cần cái gì không? Người ta nói là còn đi xuống với quỹ ban là người ta nói là bây giờ là cha với hai bé là đi xét nghiệm máu gì đó, xét nghiệm huyết thống gì đó, xét nghiệm ADN đúng không? Dạ. Là rồi sau đó là cầm cái giấy đó xuống với quỹ ban phường, người ta mới hướng dẫn tiếp. Người ta chỉ nói với mình vậy thôi. Bé này, hai bé bây giờ không có giấy tờ, xem như là những ngày tới không có đi học được nè. Đúng không? Trước bệnh hoạn đi vô bệnh viện cũng thua thiệt người ta nữa. Người ta thí dụ người ta vô người ta nằm, người ta đóng một tuần lễ, người ta đóng kia có 3.000. Còn mấy bé này
đợt đó bệnh là một đứa đóng 2,5 triệu một đứa. Ừ. Hai đứa là hết 5 triệu rồi. Tiền giường là một bé một ngày 200 ngàn một ngày, mà hai bé là 400 ngàn một ngày, cái nó cái gì nó cũng thua thiệt hơn ta hết. Ừ. Rồi cả gia đình mình ở đây bao nhiêu năm rồi? Cũng 7-8 năm gì vậy. 7-8 năm trong cái chòi này hả? Đố mẹ ngủ. Thực ra thì cái này là em quan sát thấy như là một cái nhà chắp vá đúng không? Dạ. Những cái vách có cái thì xây bằng gạch nè, còn có cái thì chỉ bằng những cái miếng ván. Và đặc biệt cái mái là lợp bằng lá, rồi chắp vá bằng tôn. Sao vậy? Sao khóc dữ vậy? Em... Rồi em nghe nói trước kia ở đây người ta nuôi heo, rồi có những cái chuồng heo rồi chị dựa vào đó để chị làm nhà là cái nào đâu? Là cái này nè. Cái vách đó hả? Cái vách này nè là người ta làm kiên cố để người ta nuôi nhốt heo chồng á. Ừ. Rồi cái người ta dời đi. Người ta đền này, cái người ta dời đi rồi cái mình vô mình xin cắt trời nở. Là này là chuồng heo á hả? Là cái chuồng heo á. Cái vách chuồng heo. Bây giờ mình làm nhà. Mình làm nhà. Sàn nước rồi nè, hồi đó người ta làm cái quán đó, quán ăn mà nhà sàn đó. Ừ. Rồi ở đây nước nôi điện chị xài làm sao? Điện thì kéo ở bên hàng cây qua. Giống như là người ta vô người ta làm thì người ta cho mình mở điện lên. Còn người ta về thì người ta tắt, là bữa tối ở đây mình không có điện. Rồi mình có phải trả tiền cho người ta không? Có chứ. Giống như một tháng là chắc trả khoảng 200-300 gì tiền điện à. Rồi người ta về thì không có điện để xài. Không. Là buổi tối là sống thầm vậy đó, đốt dạ. đèn. Dạ. Rồi nước. Nước thì xài dưới đây nè. Nước này hả? Dạ. Xài nước này luôn? Dạ. Nước bơm lên chứa vô mấy cái lu á, xài. Rồi. Chứ trong đây đâu có nước đâu mà mấy anh vô, mấy anh cũng thấy rồi đó. Từ cái đoạn đường ngoài đi vô đây á, dài lắm, đâu có nước nào. Nhưng mà cái nước này em thấy nó không đảm bảo vệ sinh lắm đúng không? Dạ đúng rồi, chứ công trình nó thải ra rồi nước ở ngoài cầu bà bướm rồi đó, nó cũng chảy vô đây. Nhưng mà nước này sinh hoạt đó là chị để tắm rửa các thứ rồi uống, ăn uống luôn hả? Dạ. Dạ. Uống thì mình chở nước bình vô. Đâu chứa nước đâu, cho em qua em xem coi. Căn nhà mấy cái lá này như nó mục hết rồi đây nè chị. Nó sạch luôn chứ mục gì. Đợt nó cây lớn mà nó ngã qua đây nó sạch hết trơn luôn á. Còn che cái gì trong này đây? Cái phòng. Chỗ ngủ á ha. Chỗ ngủ. Ủa, cái này ai ngủ? Em với hai bé ngủ. Ồ. Đây nè. Gì đâu đâu con nói làm sao? Đâu nói cho chú nghe coi con tin gì. Con tin gì? Dạy má chăm gì. Sao khen tiếng hết vậy? Bệnh. Bệnh chưa có. Con tin gì? Con tin gì nói chú nghe. Bệnh sốt mấy ngày nay mua thuốc hoài uống không hết. Con nhà chân số 7. Dạ có bông hoa kìa. Cái gì Trương Tú Mỹ hả? Hả? Con tên Quỳnh Nam. Con Trương Quỳnh Nam. Con mấy tuổi? 4 tuổi à. 4 tuổi. 4 tuổi. Ăn cơm chưa? Dạ ăn cơm rồi. Dạ ăn cơm rồi. Ngoan quá. Ôi con gì vậy? Con dệt. Phải con dệt không? Hả? Con Mỹ. Hai bé nhỏ vậy mà. Đâu chị cho tụi em coi cái chỗ mà chị để nước sinh hoạt chứ. Đây. Nước là bơm trực tiếp ở dưới mương lên. Dạ, rồi chứa vậy xài. Rồi mình có lắng phèn hay gì không? Dạ không. Cứ vậy mà sử dụng luôn. Dạ. Mẹ chứa coi nước. Mấy cái thùng này cũng chứa nước đây hả? Dạ. Nhà tắm đây hả? Dạ, nó sạch hết trơn rồi. Mấy cái nước này chứa. Có mấy cái lu nữa nè. Dạ. Là toàn bộ là múc ở dưới lên không á? Dạ. Rồi cái bụng cầu kia sập vậy rồi giờ đi vệ sinh ở đâu? Đi thì đi tuốt ra ngoài sông không ấy. Đi ra tuốt ngoài bờ không ấy. Đi bờ đi bụi hả? Dạ. Ôi trời ơi. Rồi mấy đứa nhỏ? Mấy đứa nhỏ thì nó đi xong rồi cái mình túm vô bọc á. Đi bỏ. Rồi ban đêm ban hôm mà đi vệ sinh như vậy nó cũng nguy hiểm quá. Đúng không chị? Dạ. Ở đây gắn gít thì khỏi phải nói. Còn em nghe nói nước ngập là ngập làm sao? Thì nó ngập lên hết, trên tới đây là nó vô nhà luôn. Là ở đây là nè, rong tới đâu là nó ngập lên tới đó đó. Nè. Mà đi mấy anh vô giờ này là nó khô, chứ 2-3 ngày trước là nó ngập dữ lắm. Em nghe nói là ngập hết cái đường vào luôn, chạy xe là chết máy luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Cho nên là hôm nay khô ráo vậy tụi em mới vô được. Dạ.
Rồi lúc ngập thì dắt díu nhau ngồi trên giường hả? Lên giường ngồi hết. Nó dọc nước á. Dọc nước rồi bệnh nữa nè. Hai đứa nó bệnh uống thuốc hoài không hết. Nhỏ này nữa. Chị biết sao không? Tại vì điều kiện sống ở đây á, nó cũng gió mái quá, tụi nó dễ bệnh. Mưa nắng gió. Rồi mình có tính đường mà mình vô nhà trọ mình ở không, hay là do điều kiện không có rồi phải chịu luôn? Do điều kiện không có thì mình phải chịu. Chứ giờ chồng thì bệnh, con nhỏ nữa. Rồi con không có giấy tờ nữa. Mình không có cơ sở vật chất thì mình buôn bán làm ăn á. Mình phải ở đây nuôi náo vợ chồng con cái bà cháu gì ở đây. Chị hết. Đi làm công việc gì? Em đi rửa chén. Còn anh? Anh là bệnh phát bệnh 4 năm nay rồi, đâu có làm gì được đâu. Con đúng mẹ, con đúng. Rồi chị đi làm vậy thì thu nhập thì khoảng bao nhiêu tiền một ngày? Một ngày là 180, 190. Làm ngày 180, 190. Là cũng. Mà làm được hết một tuần không? Hay là tuần làm được vài ngày? Làm hết luôn. Làm hết 7 ngày luôn. Làm hết 7 ngày luôn. Rồi hôm nay tụi em tới vậy rồi phải ở nhà hay sao? Là phải ở nhà. Xin người ta hả? Xin người ta ở nhà ăn ngày. 180, 190 mà làm được một tháng như vậy thì cho là cũng 5-6 triệu hả? Dạ. Đúng không? Dạ. Còn anh đó là không có đi làm được hả chị? Dạ không. Chân cẳng tay ổng bị co khớp vậy trơn rồi. Còn một cái đầu gối bên trái là nang hết phần lớp sụm đó luôn rồi. Bác sĩ kêu là đừng có để cho ổng té là không có cứu được. Anh đang ngoài trước đúng không? Dạ đúng. Mình lên mình thăm anh một tí. Đi lên nè Phèn Heo ơi. Thì quý cô chú anh chị thấy ở đây là mẹ con chị nuôi cá hay gì đây? Cá chê mình bắt á, nước ngập á. Chết rồi. Cá chê. Cá trê bự dữ vậy? Dạ, bắt để dành ăn đó. Nước nó ngập mà bắt được cá trê luôn á hả? Dạ, cá trê nó bò lên. Bên đây là nước mưa. Chị lấy nước này để nấu uống luôn hả? Nè, nước mưa là để rửa rau ăn uống. Người nó đục quá trời luôn. Còn nước mưa là mấy sinh hoạt. Nè con cá trê. Cái bức tường này phải là cái chuồng heo hồi xưa mà chị kể không? Dạ nó đó. Nè con cá trê. Bên đây là cái chuồng heo. Là mình dựng tạm cái nhà cho con cá trê. Thì đây là ở bên trong cái căn nhà của hai anh chị nè. Chị ngồi đó luôn đi. Đây là chồng của chị Diệu đây hả? Dạ. Anh là bao nhiêu tuổi hả chị? Dạ. Anh là 43. Hồi nãy anh, em thấy là anh đi lại khó khăn lắm. Là anh bị như thế nào? Chân cẳng bị gì vậy? Em bị gút. Cái giò này thì đó bị sốt bại liệt. Sốt bại liệt từ nhỏ hả? Sốt bại liệt là 3 tuổi. Rồi lớn lên mới bị gút nè, tay chân nó hù lại hết. Ủa mấy cái ngón tay anh giờ không có... Đâu có coi lại được đâu, nó gì nè. Không duỗi ra được. Nó cứng khớp hết rồi. Rồi sao đi làm, không đi làm được. Đâu có đi làm được, đi gà không sao đi làm được. Đi thua ông già đó mà. Rồi vợ phải lo hết hả? Dạ. Vậy là tất cả gánh nặng là chị phải gồng gánh hả chị Diệu? Dạ. Lúc trước thì ảnh còn đi làm bảo vệ đồ mướn đồ được. Lúc mà chưa phát bệnh nặng á, còn bây giờ là không có đi làm gì được hết. Rồi xong không ai đâu mướn làm. Rồi ở trong mình còn sống ở nhà là với mẹ nữa đúng không? Dạ. Cô thì nay chắc cũng lớn tuổi rồi ha. Dạ. Là mẹ anh á ha. Dạ. Em thấy thì cái nhà của mình là cũng tạm bợ và nó cũng muốn sập rồi. Dạ. Thì mưa gió rồi mình ở đây chắc mình cũng sợ lắm hả? Đúng. Có đầu gió quá thì cũng ấy thôi. Tại vì mấy cái cột này nó cũng hơi ấy thôi. Còn cái này mình bọc xuống rồi mình đặt ở trên lá mục hết rồi. Rồi nước ngập là ngập lên tới đâu? Đây thì nó ngập lên đây. Ngập lên khoảng tới đây. Cái nếu mà cái nền này á, mà nó ngập mấy bữa ngập dữ ngập lên tới đây. Em thấy ngoài sau có cái giường hình như mình phải kê lên kìa đúng không? Dạ. Kê đó, cái... Nó ngập cái cục gạch đó có. À tất cả có... mình đều kê lên nè. Có ấy á. Kê gạch lên ha. Nó ngập lên có miếng nước đó. Chị Diệu, buổi tối á, em nghe nói chị ở đây là không có điện đuốc rồi tối thui vậy mình ở mình có thấy sợ không? Nó em thấy nó hẻo lánh quá. Cũng có sợ chứ. Có khi bị cắt dây điện ăn trộm là 2-3 ngày trong đây không có điện luôn á. Người ta ăn trộm dây điện á.
Nóng nực quá tụi nó có ngủ được không? Tối bữa tối ở đây lạnh lắm. Lạnh à, lạnh chắc cây cối nhiều đúng không? Chống gió mà. Rồi côn trùng rắn rít đồ thấy cũng nguy hiểm quá ha. Dạ. Đốt nhang mũi. Con đốt nhang mũi chứ. Nồi mà ăn cơm nó đu lên trên. Sao vậy? Sao vậy? Bé nhỏ nó khóc quá trời. Này là cá buổi trưa của mình đây hả? Dạ. Sao dụng không vậy? Cá nhỏ nhỏ cho rồi cái. Ai cho? Của bác ba cho. Bác ba của... cho. Dạ. Của người ta cho Rồi chị đi làm ta cho hả? Dạ. Rồi nấu cơm chưa? Bé nó khóc quá. Nấu cơm chưa? Dạ chưa. Ăn gì nữa đây? Đậu bắp. Đậu bắp luộc hả? Dạ. Mấy đứa nhỏ ăn vậy đó hả? Dạ. Nguyên một cái cá này là cả nhà mình ăn hay là như thế nào? Dạ cả nhà. Cả nhà được bữa cơm như vậy? Dạ. Còn gạo chỉ còn không? Gạo trong cổng. Gạo trong đây. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Em hỏi cho biết có mà. Chỗ này là nấu ăn nấu uống luôn hả hay gì đây? Dạ. Rồi chị đi làm thì em nãy chị có nói là khoảng được 5 triệu, 6 triệu một tháng. Có tháng nào ít hơn không? Cũng có, mấy bé nó bệnh là mình phải lo thuốc cho men cho nó hàng ngày đó rồi mình. Trời ơi heo ơi, đừng gặp cát heo ơi. Rồi có, chị ngồi đi, chị ngồi đi. Rồi có bao giờ mà không đủ tiền để trang trải không? Có chứ. Mong muốn của hai chồng giờ là tạo điều kiện sao mà để làm giấy tờ được cho hai bé á. Với lại còn kêu một chút đỉnh mình lo mình thuốc men cho ổng, cho cuộc sống nó cải thiện nó đỡ một chút. Chứ lương 5-6 triệu mà lo cho hai đứa nhỏ với chồng con này nó cũng không có đủ cho cuộc sống. Đi làm mà mình cũng lo sợ nhà con mình nó bệnh rồi đó, rồi đồ ăn đồ uống thiếu thốn nhặt chất rồi nữa, rồi thuốc men đồ của chồng nữa. Tụi nhỏ có bao giờ nó đòi gì không? Đòi sữa, đòi bánh gì không? Có chứ. Mấy bữa mà lúc trước mà lúc mới đi làm đây chừng tháng 2 tháng á, lúc trước mà cách đây 2 tháng về trước á, ở nhà chỉ có vài gói mì với một dĩa trứng à. Nó đi ra đường cái nó đi ngang tiệm quá nó đòi mẹ mua bánh. Không có tiền đâu mua cho nó. Ngủ thức dậy sáng, ngủ tối nhật mình thức dậy là cứ nghĩ trời sáng mai sữa đâu còn mình uống. Lúc đó chưa có việc làm nữa, chồng này đang bệnh nữa. Mỗi một đêm mình ngủ mình đều lo sợ đúng không? Đúng, lo sợ. Sáng dậy không có cái ăn, không có sữa uống. Rồi con bệnh nữa, không con có tiền thuốc cho con nữa. Anh thì lại không đi làm được. Rồi mấy bữa ông nhất ông lên cân nhất á, chỉ biết nằm thôi, ông té, ông nhất cũng sưng đầu gối ông lên đi, chân yếu quá anh nhất á. Đi ông té, sưng đầu gối nữa trơn, mặt mày đồ sưng hết trơn luôn vậy đó. Khi mà gánh nặng đè lên vai chị về việc kiếm tiền để nuôi gia đình á thì chị thấy mệt dữ không? Mình mệt thì mình cũng phải gắng, mình cố gắng mình lên, mình đứng mình cho nó qua để mình đi làm mình nuôi con mình chứ giờ mình nghĩ là con mình sữa đâu con mình uống. Sữa là phải đếm từ bịch hàng ngày. Cái giai đoạn nào với chị là nó cùng cực nhất? Giai đoạn mà thấy cùng cực nhất là lúc chồng con bệnh một lượt hết á. Không có tiền mua thuốc, không có tiền mà mua đồ ăn đồ cho con á. Mình cảm thấy mình bất lực lắm. Mà tụi nhỏ thấy nó cũng chạy lên quanh ở đây nó chơi vậy chứ nó cũng không có đòi này kia đồ nhiều hết. Nói chung là tụi nó cũng quen rồi. Nó quen rồi, quen cuộc sống ở đây rồi. Trong đây anh thấy đi vòng vòng cũng đâu có bánh trái gì mà gọi là cao sang cho tụi nó ăn đâu. Tụi nó như cũng có con người ta thì ra công viên đồ chơi, ra đường phố hay đi siêu thị đồ chơi, còn ở trong cái khu này thì em thấy nó hẻo lánh vậy, tụi nó cũng quanh quẩn ở đây. Có thể tụi nó cũng quen nhưng mà do là điều kiện sống nó nhét nhát quá thì tụi nó dễ bị bệnh, đúng không? Rồi những ngày sắp tới mình dự định như thế nào đây?
mong những ngày sắp tới mình đi làm mình cảm thấy cho cuộc sống nó ổn định hơn chút xíu. Với lại mình trước mắt là mình có cái nguyện, mình chỉ mong muốn từ lâu lắm rồi, chứ không phải mới đây, từ lúc mà sanh tụi nhỏ ra tới giờ đừng chứ không phải mới đây, là mong sao tụi nó có giấy tờ với anh được khám chữa bệnh tới nơi tới chốn. Anh với chị thì có bảo hiểm y tế rồi gì không? Anh có bảo hiểm. Anh có bảo hiểm. Dạ. Còn chị là không có luôn. Dạ. Chị có giấy tờ tùy thân không? Có giấy chứng minh bản cũ. Rồi có bữa mấy cha con, hai đứa nhỏ ở nhà không có sữa, mình đi làm á, mình mới đi làm á, ổng đi ra ngoài mé sông ở ngoài, ổng mót chị chai ở ngoài á, mà chân cẳng không yếu, không dẫn theo thằng nhỏ nữa. Chứ lúc trước thì còn đi làm được, còn ấy được, chứ bây giờ vậy vô thế vậy thôi chịu thôi, chứ giờ sao bây giờ. Tức là anh thì cũng cố gắng đi làm, nhưng mà do bây giờ là sức khỏe nó quá rồi. Cái này mình chữa được không ta? Không. Nếu như mà có điều kiện luôn nè, giờ không biết làm sao. Nhiều người bị người ta nói với mấy người mà người ta thấy, người ta đi vô bệnh viện, người ta khám chung với mình đó, người ta nói cái này ông có tiền á là ông đi lên bệnh viện mà gút gì đó, là nó chuyên về gút này á, mà lên đó là tiền nhiều lắm. Mình chỉ hỏi cho biết địa chỉ thôi, người ta cũng nói là ở đâu, ở quận 12 á, bệnh viện chuyên trị gút này nè. Ông lên đó thuốc nó mới hay hơn. Còn ông muốn bảo hiểm vòng vòng á, mấy bệnh viện quận với mấy bảo hiểm y tế là nó chỉ giảm đau cho ông thôi. Người ta nói thì mình nghe vậy thôi, chứ mình cũng đâu có khả năng đâu mình đi lên tới đó. Thì đến đây thấy cái cảnh sống cũng tội quá. Thực sự thì ở nơi hẻo lánh như thế này, tội nhất là cho hai đứa nhỏ đúng không chị? Người lớn mình thì sống sao cũng được hết á, mà hai đứa nhỏ thì rất là tội. Khoan đi chứ mẹ dẫn cũng lanh dữ lắm á. Thì em có cái món quà này trước tiên em gửi cho gia đình mình ha. Còn trong những ngày thời gian tới thì cũng sắp xếp tới mua đồ chơi, sữa bánh rồi cho tụi nhỏ. Với chia sẻ thêm một số cái cảnh sống ở đây. Thì cái này em có một cái món quà là 3 triệu đồng ha. Dạ. Này trước tiên gửi cho mình để mua thuốc men, mua sữa cho tụi nhỏ trước trong một vài ngày. Thì hy vọng rằng sắp tới cũng có cô chú anh chị cũng thương. Dạ. Rồi hỗ trợ cho mình thêm. Thì nhân xin chân thành cảm ơn là có Mạnh Thường Quân Biên Hòa, nhân trích ra là 1 triệu, Nguyễn Xuân Đào 500, Mạnh Thuân Giấu Tên 500, Võ Hoàng Hảo 500, Trần Như Thủy 100, Em Truyền Quảng Ngãi 100, Ngọc Quyên 200 và Thanh Phương 100. Thì đó là món quà là 3 triệu đồng. Dạ. Dạ. Em không có nhớ tên những cái tên Mạnh Thường Quân vừa đọc, nhưng mà trên kênh cũng thông qua kênh với cảm chúc tiền là cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đó. Để giúp đỡ cho vợ chồng con cái em cho mình trong lúc khó khăn nhất này. Với cũng cảm ơn hai anh yeah. Hai anh Minh, em tên Nhân, anh Nhân, bạn này tên Nghĩa ha. Anh Nhân với anh Nghĩa đã tới, đã không ngại mà đường khá khó khăn vô tới nơi để giúp đỡ vợ chồng con cái em như vậy. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn hai anh. Thì cái món quà này nó cũng nhỏ nhỏ thôi, thì hy vọng rằng giúp cho chị được vài bữa cơm. Thì trong thời gian tới hy vọng quý cô chú anh chị cũng có phát tâm để cho gia đình mình lo cho hai đứa nhỏ. Và đặc biệt thì cũng tụi Nhân cũng cố tìm cách để làm sao làm được giấy tờ cho tụi nhỏ đúng không? Dạ. Cái đó là cái mong ước lớn nhất mong của chị. Mong ước lớn nhất của ai vậy chồng? Tại vì tương lai của tụi nó mà không có giấy tờ này kia thì nó rất là khó. Đi học cũng khó, khám chữa bệnh cũng khó, làm thủ tục gì cũng khó hết á. Ừ. Cho nên là cái đó là mình giải quyết trước. Dạ. Dạ. Rồi cũng gửi lời động viên đến chị ha, cố gắng. Dạ. Một người phụ nữ bây giờ phải gồng gánh gia đình. Anh thì cũng cố gắng hết sức rồi, do bệnh cho nên giờ thì cũng không có làm được. Dạ. Thôi chị cố gắng, không có khóc nữa. Dạ. Khóc nhiều quá thì nó bệnh thêm á. Dạ. Rồi vài bữa nữa tụi em sẽ ghé lại thăm, hy vọng rằng có mang thêm những cái món quà của cô chú anh chị đến cho anh chị. Dạ. Đủ duyên thì mang đến ha. Dạ. Với vài bữa nữa nước cũng ngập nữa rồi. Dạ. Thì có gì tụi em cũng chia sẻ thêm một số cái cảnh đó cho quý cô chú anh chị biết được cảnh sống thực tế của mình. Dạ. Rồi anh chị giữ sức khỏe nha. Dạ. Cố gắng lên ha. Dạ. Cố gắng lên, còn mọi người sẽ chung tay với anh chị ha. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị nhiều. Dạ.